Bài đọc được thực hiện bởi các dano.vn. Bài đọc số 608, người dùng không cần chuẩn bị cho hát phóc chan. Hát phóc thường mang đến sự nhầm lẫn và hỗn loạn cho người dùng, nhưng với các dano thì không. Nhờ HFOC Combinator, việc chuyển sang phiên bản mới diễn ra liền mạch và đơn giản. Cộng đồng háo hức dự đoán hát phóc của Chan và hầu hết các nhà điều hành SafePool, SPO đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Điều tốt nhất cho người dùng là họ không cần phải làm gì với tài sản hoặc ví của mình. Quá trình nâng cấp sẽ diễn ra mà không cần khởi động lại mạng, đảm bảo sẽ chỉ có một phiên bản tiền các Dano và ADA sau đợt hát phóc. Hát phóc thay Chan, mục tiêu của hát phóc là thay đổi các quy tắc của giao thức theo cách không tương thích ngược. Điều này có nghĩa là phiên bản cũ hơn của máy trạm, nốt các Dano, không thể xử lý chính xác các khối do máy trạm mới tạo ra. Trước khi thông báo nâng cấp, tất cả các nốt trong mạng đều chạy phiên bản máy trạm tương thích. Đối với các Dano, phiên bản 8.0 không có thể được sử dụng rộng rãi nhất. Trong hình, bạn có thể thấy rằng trước khi phân phối phiên bản mới của máy trạm, tất cả các nhà khai thác đều chạy phiên bản 8.0.0 trở xuống. Nhóm đã chuẩn bị phiên bản máy trạm mới 9.1.0 kết hợp với bản hát phóc chan. Phiên bản 9.1.0 xử lý các khối giống như phiên bản 8.0.0. Điều này có nghĩa là sau khi cài đặt bản nâng cấp, chức năng mới sẽ không được kích hoạt ngay lập tức. Trong giai đoạn chuyển tiếp, SPO cần cài đặt phiên bản máy trạm mới. Quá trình này có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Trong toàn bộ thời gian, tất cả các nốt phải tạo ra các khối tương thích. Giai đoạn này rất quan trọng cho quá trình phi tập trung, vì SPO sẽ độc lập quyết định nên nâng cấp hay duy trì phiên bản cũ. Cả nhóm IOG và Interset đều không thể bắt buộc bất kỳ ai cài đặt phiên bản mới. Mạng thực sự nằm trong tay của cộng đồng. Trong hình, bạn có thể thấy một phần các nhà khai thác đã nâng cấp các nốt lên phiên bản mới 9.1.0 và một phần trong số chúng vẫn ở phiên bản 8.0.0. Tất cả các nhà khai thác nốt đầy đủ đồng ý với thay đổi phải cài đặt phiên bản mới trên phần cứng của họ. Khi số lượng operator cần thiết đã được nâng cấp, quá trình chuyển đổi có thể được kích hoạt bằng phím Genesis. Mạng nhận được tín hiệu để chuyển sang phiên bản máy trạm được nâng cấp, trong trường hợp này là phiên bản 9.1.0. Việc nâng cấp lên phiên bản mới xảy ra trong quá trình chuyển đổi giữa các kỷ nguyên. Nhiệm vụ này được quản lý bởi tổ hợp HFOC. Bộ kết hợp HFOC được thiết kế để hợp lý hóa các bản cập nhật mạng mà không yêu cầu dừng hoặc khởi động lại. Nó đạt được điều này bằng cách kết hợp các khối trước FOC và port FOC trong một khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn, duy trì một blockchain liên tục. Thay vì phân chia thành các chuỗi riêng biệt, các khối được kết hợp lại, đảm bảo tính liên tục của trải nghiệm người dùng và ngăn chặn bất kỳ sự suy giảm mạng nào. Kết quả là không có sự phân chia blockchain. Các Dano được nâng cấp và toàn bộ lịch sử sổ cái vẫn còn nguyên, tiếp tục ở một phiên bản hợp lệ duy nhất. Trong hình, bạn có thể thấy các khối màu đỏ tạo ra các nốt tương thích với phiên bản 8.0.0. Đường thẳng đứng màu đỏ đầu tiên biểu thị việc kích hoạt hát phóc chan. Đường thẳng đứng màu đỏ thứ hai là thời điểm kích hoạt nâng cấp. Sau đó, các khối được tạo bởi các nốt tương thích với phiên bản 9.1.0. Khi nào một hát phóc có thể được kích hoạt? Một hát phóc chỉ có thể được kích hoạt khi mạng và cơ sở hạ tầng được chuẩn bị đầy đủ. Điều này đòi hỏi hầu hết các SPO phải nâng cấp 70%. Vấn đề không là số lượng nốt mà còn là state, đồng ADA, cần thiết để tạo ra các khối. Ngoài các nhà khai thác pool, sàn giao dịch và nhà khai thác cơ sở hạ tầng DeFi cũng phải nâng cấp. Mọi người phải có thể truy cập tài sản trên các sàn giao dịch. Bằng cách kiểm tra các khối, bạn có thể dễ dàng xác định phiên bản nào của nốt đã tạo ra chúng. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra xem các điều kiện để kích hoạt nâng cấp có được đáp ứng hay không. Thậm chí còn có thể theo dõi mức độ sẵn sàng của các sàn giao dịch đối với hát phóc chan. Người dùng không cần phải chuẩn bị dưới bất kỳ hình thức nào cho đợt hát phóc. Những người nắm giữ ADA, người SET và người dùng DeFi không cần thực hiện bất kỳ hành động đặc biệt nào cho đợt hát phóc chan sắp tới. Không giống như các đợt hát phóc trước đây của Bitcoin hoặc các blockchain khác, không cần phải chuyển tài sản sang các sàn giao dịch. Nếu bạn đang sử dụng ví Dadelert, bạn sẽ nhận được lời nhắc nâng cấp phần mềm khi cần thiết. Phần lớn các ví HVDUP phổ biến nhất đều sẵn sàng cho chan. Hầu hết các ví Lai cũng sẽ sẵn sàng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại trên Interset. Đối với người SET,
Hành động duy nhất được đề xuất là xác minh rằng nhà điều hành SafePool của bạn đã nâng cấp lên phiên bản 9.1.0. Nếu họ chưa làm như vậy và bạn ủng hộ Hackfox của Trang, bạn có thể muốn hỏi về sự chậm trễ. Một số nhà khai thác có thể xác thực các thay đổi nên có thể mất nhiều thời gian hơn để nâng cấp. Hãy kiên nhẫn. Đối với những người có vị trí DeFi mở, bạn nên theo dõi các kênh truyền thông xã hội chính thức của các dự án bạn sử dụng. Các dự án có thể đã được chuẩn bị cho việc nâng cấp, nhưng việc cập nhật thông tin luôn là một ý tưởng hay. Bài đọc được thực hiện bởi cardano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.